Forum.vn sẽ vào uy tín hàng đầu Việt Nam với các beta game nhận được 10.000 Robux có cả danh mục random rare siêu xịn, ngại gì mà không vào Forum.vn. Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item, thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó vừa mới update hai cái vật phẩm limited nha các bạn. Một cái là cái túi chéo, cái túi đeo chéo các bạn, và cái thứ hai là cái mái tóc. Mà mình nghĩ là các bạn sẽ đến với cái tựa game này là vì cái mái tóc hơn là cái túi đó các bạn. Thì nhiệm vụ của nó yêu cầu là các bạn phải đi tìm 6 cái băng rôn nhá. Các bạn phải đi tìm được 6 cái băng rôn, sau đó các bạn đi đến phòng ăn các bạn, đến căng tin. Các bạn đến căng tin và treo 6 cái băng rôn đó lên là các bạn sẽ nhận được cái vật phẩm nhá. Thì nó sẽ cho các bạn chọn lựa chọn một trong hai nha các bạn, nó không cho các bạn chọn hai cái mà chỉ chọn một trong hai thôi. Một là các bạn chọn cái túi chéo, hai là các bạn chọn mái tóc. Thì chỉ là nếu mà các bạn chọn cái này thì các bạn không chọn được cái kia, thế nhá. Thì các bạn cân nhắc nhá, nếu bạn nào thích tóc thì cứ lấy tóc thôi các bạn. Ok, thì cái băng rôn nó sẽ spam ở trong nhà hát nha các bạn. Thì nó sẽ spam một lần là bao nhiêu cái thôi, sau khi các bạn lượm thì nó sẽ spam tiếp. Nếu mà bạn nào để ý thì mình có chạy lên lầu á, thì lên cầu lúc đầu nó không có các bạn, nhưng mà sau khi mình lượm được 3 cái rồi á, mình chạy ra ngoài săn mình tìm không có, rồi mình vào nhà mình tìm lại á, thì mình chạy lên lầu thì nó lại có các bạn. Đấy, nên là các bạn cứ tìm ở trong cái nhà hát thôi.
Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.